Trương Huỳnh Anh xin chào tất cả các độc giả của tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Và ngày hôm nay thì Huỳnh Anh có một buổi chụp bìa cho tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Sắp tới thì Huỳnh Anh sẽ có hai bộ phim sẽ phát sóng vào tháng 12. Đó chính là phim Hạnh Phúc Của Người Khác và phim Tình Cù Lần. Về âm nhạc thì Huỳnh Anh đang chuẩn bị cho ra mắt thêm một single nữa. Nhưng mà về thể loại âm nhạc thì cho phép Huỳnh Anh được giữ bí mật ha. Còn hiện tại thì Huỳnh Anh đang tham gia một cuộc thi. Đó chính là cuộc thi Sao Việt Toàn Năng. Thì đây là cuộc thi dành cho các diễn viên thể hiện mình trên sân khấu. Mỗi đêm sẽ là một thể loại nhạc khác nhau. Và Huỳnh Anh nghĩ là đây cũng sẽ là một thử thách đối với Quỳnh Anh. Và Quỳnh Anh cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ theo dõi chương trình này và sẽ ủng hộ cho Quỳnh Anh cũng như là tất cả các bạn thí sinh khác. Mong rằng các bạn độc giả sẽ đón xem Tiếp Thị Gia Đình số tới với gương mặt ánh bìa là Trương Quỳnh Anh nha. Xin chào.